Xin kính chào quý vị khán giả. Có những thời điểm Hà Nội nằm trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tắc nghẽn giao thông vẫn là một trong những vấn nạn nan giải với công tác quản lý ở thủ đô. Sự chồng chéo bất cập trong thực hiện quy hoạch nội đô vẫn chưa được giải quyết. Chỉ điểm qua thôi cũng có thể thấy là không gian đô thị Hà Nội đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề bức xúc, đồng nghĩa là nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của các cư dân. Có người băn khoăn đặt ra câu hỏi, bị bủa vây bởi bao nhiêu vấn đề như thế thì Hà Nội có phải là một đô thị đáng sống hay không? Trách nhiệm của mỗi người đến đâu trong câu chuyện này? Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ cùng bàn luận về chủ đề này ngày hôm nay với chương trình Góc Nhìn trong vai trò là một trong những nghệ sĩ đang nỗ lực vì một Hà Nội đáng sống. Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi trao đổi thì có lẽ là chúng ta điểm qua một chút về những cái chuỗi chương trình dự án Hà Nội đáng sống của Điệp. Điệp có thể chia sẻ không ạ? Thực ra thì tôi cũng rất là, đầu tiên là phải rất là cảm ơn chương trình Góc Nhìn của VTC, bởi vì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể chia sẻ với cả khán giả truyền hình nói riêng và những cái người mà quan tâm đến Hà Nội. Tôi là một cái người mà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và tôi gắn bó với thành phố, tôi làm phim về Hà Nội. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không bao giờ ngừng cái việc sáng tác về Hà Nội. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ ngừng cái tình yêu cho thành phố này. Tôi cũng xin được sử dụng một số những cái con số mà chúng tôi tự thống kê được ở trên Facebook của chính chúng tôi. Thì tôi thành lập Ơ Kìa Hà Nội là một cái không gian sáng tạo ở trong lòng Hà Nội được 2 năm rưỡi. Thì chúng tôi có 2 cơ sở. Và trong suốt 2 năm rưỡi đó, bao gồm cả 1 năm Covid như là năm nay chúng ta đang ngồi và trò chuyện cùng với nhau, thì chúng tôi đã làm được hơn 180 sự kiện văn hóa nghệ thuật. Đấy là cá nhân Ơ Kìa Hà Nội tự làm. Còn lại thì các cái sự kiện hoặc là các cái hoạt động liên quan đến văn hóa nghệ thuật mà chúng tôi kết hợp với các cái không gian sáng tạo khác, hoặc là bảo trợ, tài trợ cho các bạn nghệ sĩ trẻ, hoặc là hoạt động cùng với các nghệ sĩ, thì có lẽ là con số nó còn lớn hơn nữa. Đúng là khi mà nhận lời mời của chương trình Góc Nhìn thì tôi mới làm cái thống kê đó. Và chính tôi cũng hơi giật mình, vì mình không nghĩ rằng là trong có lẽ là hơn 700 ngày mà chúng tôi có thể làm được cái số lượng sự kiện như vậy. Và mình đong đếm cái số lượng công chúng cũng như là những cái người mà theo dõi mình chỉ là trên Facebook thôi, cộng với cả cái số lượng những người mà đến với Ơ Kìa Hà Nội, một cái không gian thực ra ban đầu của chúng tôi nó rất là nhỏ. Nó chỉ có hơn 200 mét vuông. Sau đó thì chúng tôi có thêm một cái địa điểm mới nữa là 400 mét vuông ở trong lòng của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thì cái không gian đó thực ra mà nói lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy là chúng tôi bị thiếu, chưa đủ. Giống như là những cái ý tưởng của mình, những cái thứ mong muốn của mình nó cần một cái không gian lớn hơn nữa. Vì những người yêu Hà Nội và những người quan tâm đến Hà Nội họ kéo về ngày càng nhiều hơn. Vâng, đó là những chia sẻ đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Và chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục bằng một phóng sự ngắn sau đây. Vì một Hà Nội đáng sống là tên của một dự án cộng đồng do nhóm làm việc vì sự kết nối của người dân thành lập cách đây 2 năm. Đây là một diễn đàn mở cho các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội, các nhà quản lý và đặc biệt người dân chia sẻ, thảo luận và góp ý cho việc phát triển thành phố. Một trong những tiêu chí nâng cao chất lượng đáng sống của một thành phố là những tiêu chí về không gian văn hóa nghệ thuật nhằm kết nối cộng đồng. Ơ Kìa Hà Nội của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là một không gian như thế. Hơn 2 năm thành lập, Ơ Kìa Hà Nội như một ốc đảo nghệ thuật giữa lòng thành phố, mà những gì diễn ra ở đó không chỉ xoay quanh những câu chuyện nghệ thuật thuần túy. Nơi này được yêu mến bởi tạo được cảm giác gần gũi giữa nghệ sĩ, các diễn giả và các khán giả đến tham gia chương trình. Bằng nhiều trải nghiệm nghệ thuật, những thông điệp xã hội cũng dễ dàng được truyền tải đến công chúng hơn. Xin được trở lại trường quay với đạo diễn Hoàng Điệp. Chúng ta tiếp tục chia sẻ câu chuyện về chuỗi chương trình Ơ Kìa Hà Nội mà Hoàng Điệp đã chia sẻ. Thì không biết là trong chuỗi những chương trình đó thì Hoàng Điệp muốn gửi gắm những thông điệp gì và mong mỏi sẽ đạt được điều gì từ những gì mình với các cộng sự đã làm? Ban đầu khi mà tôi thành lập Ơ Kìa Hà Nội như một cái không gian sáng tạo thì tôi chỉ nghĩ là mình có một cái nơi để mình gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ những cái người mà có chung cái tình yêu đối với văn hóa nghệ thuật. Tôi là người làm phim cho nên tôi cũng cần một cái nơi để mình có thể chiếu phim và trò chuyện với cả khán giả. Chúng tôi có những cái buổi chiếu phim hàng tuần và đấy là những cái buổi chiếu hoàn toàn là những bộ phim độc lập, những phim tác giả, những phim nghệ thuật và luôn luôn có cái phần trò chuyện với cả công chúng ở trước và sau khi chiếu phim. Chúng tôi cũng mời đến Ơ Kìa Hà Nội những nhà văn, nhà thơ, những diễn giả, những nghệ sĩ
cả những người rất tên tuổi và cả những người chưa bao giờ xuất hiện nữa. Thì chúng tôi đã tạo nên một cái mối kết giao mà tôi trộm nghĩ rằng là đấy chính là cái điều mà mình ao ước bấy lâu, là một cái nơi giống như cái phòng khách của nhà mình vậy, nơi mà mình gặp gỡ được những người mà mình yêu quý và mai này sẽ trở thành những người mà mình yêu quý. Nơi mà có một lúc nào đó chúng tôi rất may mắn được VTC lựa chọn để làm chiều cuối năm. Tức là bản thân khi mà các bạn ấy lựa chọn cái điều đấy thì chúng tôi cũng nhìn thấy ở nhau ấy một cái không khí gì đó, nó có vẻ như là gia đình, nó có vẻ như là cái Hà Nội rất thân thương của bọn mình ngày xưa. Cái hồi mà bọn mình có lẽ đâu đó chỉ khoảng vài tuổi, rồi 10 tuổi, rồi 13, 14. Tức là cái tuổi mà Hà Nội của bọn mình vẫn còn rất là trong trẻo, nhỏ bé và gần gũi. Giống như là tôi và anh có thể gặp nhau và chào nhau, chia nhau một cái gói hạt hướng dương, bàn với nhau là cậu học trường nào, tớ học trường nào. Tôi vẫn nghĩ là lúc đó Hà Nội là một cái thành phố mà chúng ta có thể đi lại bằng xe đạp một cách rất dễ dàng và chia sẻ với nhau rất là nhiều những câu chuyện nhỏ bé. Thì ơ kìa, Hà Nội nó được thành lập với cái mong muốn đó. Thế nhưng mà đúng là không có cái mong muốn nào là đủ với cái kỳ vọng của người Hà Nội. Những cái gì mà mình đã làm ấy, mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi chỉ lấy ví dụ như là năm 2019, lúc mà tôi làm một cái đêm thơ dành cho Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, thì đấy là một, có lẽ đấy cũng là một cái cú sốc đối với chính cá nhân tôi. Vì bắt nguồn từ cái tình yêu cá nhân của mình thì tôi thành lập ra một cái gọi là thư viện Ơ Kìa. Và nơi đó thì chúng tôi mang đến những cái cuốn sách chuyên chỉ về văn học thôi. Và hôm 19 tháng 4 thì chúng tôi làm một cái buổi sinh nhật cho Lưu Quang Vũ. Thì tôi nghĩ là nó chỉ là một cái buổi sinh nhật rất là riêng tư và nhỏ bé. Tôi quen anh và tôi gửi một cái giấy mời qua Facebook. Tôi nói là ơi, cậu đến đi, hôm nay bọn mình cùng nhau đọc thơ của Lưu Quang Vũ. Tôi không biết là bằng cách nào thì 350-400 người đổ về cái không gian Ơ Kìa Hà Nội, mà như tôi chia sẻ ban đầu là nó chỉ rộng có hơn 200m². Trong khi phía bên trong thì những nghệ sĩ như là nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ, Hoàng Dũng thì đang ở bên trong đó và nói và đọc những cái bức thư tình một cách cũng rất là giản dị và gần gũi. Những người phía bên ngoài chưa chắc đã nghe được, nhưng họ vẫn cứ ở đấy. Thì ý tôi nói là Hà Nội họ có một cái sự chờ đón với văn học nghệ thuật một cách rất là đáng quý, và cái điều đó nó chưa bao giờ mất đi cả. Chính tôi cũng bị cái cảm giác như ban đầu anh dẫn vào chương trình đấy, là Hà Nội nó ô nhiễm quá, nó ồn ào quá, nó phát triển một cách ồ ạt quá. Thế còn chỗ nào cho những thứ như là mình yêu? Tôi cũng bị nghi ngờ. Và tôi nói thật là tôi cũng đặt một cái kỳ vọng rất là thấp cho Ơ Kìa Hà Nội. Nhưng đến một ngày thì tôi nhận ra là hóa ra không phải như vậy. Hóa ra là vượt qua những cái thứ ô nhiễm, vượt qua những cái thứ như là đông đúc, tắc nghẽn, và vượt qua rất là nhiều những lời oán thán về Hà Nội, những lời càm ràm, thì Hà Nội nó vẫn cứ đẹp đẽ theo một cái cách nào đó. Ơ Kìa Hà Nội làm rất nhiều sự kiện, trong đó có một số sự kiện liên quan đến cái chủ đề Vì Một Hà Nội Đáng Sống, là bởi vì rất thích cái tinh thần đó. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là Hà Nội thì quả thực là một cái thành phố đáng sống. Bản thân nó đã là một cái thành phố đáng sống rồi. Nhưng mà lỗi của những người như chúng tôi, như chúng ta, những người ở Hà Nội ngày hôm nay, đấy là chúng mình hơi tận dụng cái sự đáng sống của nó quá. Mà chúng mình quên đi rằng là chúng mình cũng phải xây đắp cho nó chứ. Chúng mình hít thở, chúng mình lấy của Hà Nội rất nhiều thứ, nhưng chúng mình chưa trả về cho nó những cái thứ mà lẽ ra chúng mình với vai trò là một công dân phải tích lũy thêm, phải bồi đắp thêm. Thì mai này bọn trẻ con nhà mình nó mới có cái gì để mà nó sống với Hà Nội chứ. Đúng là qua chia sẻ của Hoàng Điệp thì Hoàng Điệp dành một tình yêu rất là đặc biệt cho Hà Nội. Hà Nội đáng sống bởi vì Hà Nội không chỉ có bề dày lịch sử, có những kỷ niệm, mà có những con người tài hoa đã hội ngộ về đây trong suốt cái dòng chảy của văn học nghệ thuật. Vậy với Điệp thì Điệp có quan niệm riêng như thế nào với bản thân mình là một thành phố đáng sống? Tôi nghĩ là một cái thành phố đáng sống thì nó cần có những cái tiêu chí tối thiểu của một cái thành phố, của một cái đô thị. Giống như là chúng ta đã đề cập ngay từ ban đầu, cái người công dân sống trong cái thành phố này họ phải cảm thấy an toàn. Cái thành phố này nó phải có một cái gọi là tiêu chuẩn tối thiểu về không khí, về môi trường, về cây xanh, về mặt nước. Và sau đó thì nó đến giao thông, điện, đường, trường trạm. Rồi nó có những cái mối giao lưu kết nối một cách rất là dễ dàng nhờ cái hệ thống quy hoạch và kiến trúc của thành phố. Nó cũng nên có một cái hệ thống giao thông an toàn, hợp lý. Nó cũng nên có những cái công trình văn hóa, những cái công trình không gian công cộng dành cho người dân, mà nó phải đáp ứng được điều đó. Nhưng thực sự là
Tôi kể với anh một chuyện là ngày hôm qua thì chúng tôi vừa mới làm với nhau một cái tọa đàm. Cái tọa đàm đó thì cái chủ đề của nó là mong muốn biến cái không gian nhà máy cũ trở thành các không gian sáng tạo. Thì trong cái tọa đàm đấy tôi mới được gặp và được nghe ý kiến của các chuyên gia. Lúc đấy tôi mới biết rằng là Hà Nội mình hóa ra nó không như những gì mà mọi người đã viết trong văn thơ đâu. Chúng ta đã rất lâu rồi nghĩ rằng Hà Nội là một thành phố xanh, một thành phố hòa bình, một thành phố nơi mà chúng ta có thể hít thở một cách rất là thoải mái. Tôi nói về nghĩa sinh học. Thì Hà Nội ngày hôm nay là mật độ dân số của chúng ta, nó đã đẩy chúng ta đến cái cỡ là chúng ta thậm chí một người không có nổi 2 mét vuông về mặt cây xanh mà nói. Trong khi đó cái tiêu chuẩn chính của chúng ta, của bất kỳ một cái đô thị nào, nó phải là 7 mét vuông. Thì chúng ta không có cả những cái tiêu chuẩn tối thiểu như thế. Thì Hà Nội bây giờ đang đứng trước một cái nguy cơ có thực, là cái nguy cơ bị càng ngày càng nở rộng ra về mặt diện tích, nhưng con người cũng nở rộng ra theo, và cái sự phát triển của chúng ta nó chưa bắt kịp. Nó khiến cho chúng ta bị kẹt cứng ở trong những cái giày vò của đô thị, mà là những cái giày vò rất vật lý và sinh học. Chúng ta có những thảm họa về môi trường, một nhà máy, chúng ta có thảm họa về ô nhiễm, bụi mịn. Rồi ngày nào chúng ta cũng nghe thấy những cái cảnh báo đó. Nhưng mà sâu thẳm thì tôi vẫn cứ phải nói rằng là đấy là cái công việc của chính quyền, của nhà nước, của thành phố, và tất nhiên là của cả người dân nữa. Chúng ta cũng phải sạch sẽ, chúng ta cũng phải giữ gìn. Nhưng còn một cái phần nữa rất là quan trọng mà lâu nay vì mải lo lắng cho những cái chỉ tiêu rất vật lý và sinh học kia thì chúng ta đâu đó đã bỏ quên nó. Đấy là những cái tiêu chuẩn về văn hóa, về nghệ thuật, về đời sống tinh thần. Thì chúng ta ra phía bên ngoài, chúng ta thấy là nhà hát của chúng ta nó vẫn vậy. Sau bao nhiêu năm, số lượng của nó chưa nhiều lên. Sân khấu kịch của chúng ta cũng vẫn thế. Rạp chiếu phim của chúng ta có nhiều lên một chút, nhưng nó cũng chỉ vẫn như vậy thôi. Những cái không gian như là triển lãm thì chúng ta mất rồi. Không gian như cung văn hóa thì bây giờ nó lại được sử dụng vào những cái mục đích khác. Hay là những cái không gian mà chúng ta lưu giữ kiểu như Hồ Tây, Hồ Gươm, công viên, quá ít khi chúng ta rẽ ngang vào để mà thưởng thức nó. Hà Nội nó có một cái sự xáo trộn rất là kỳ lạ cho đến cái thời điểm này. Chúng ta thiếu rất nhiều thứ và thừa rất nhiều ô nhiễm. Tôi cũng đồng cảm với những cái suy nghĩ của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, bởi vì người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay khi mà quan niệm thế nào là cái thành phố đáng sống, có lẽ mọi người chỉ quanh quẩn lại với những cái vật chất cơm áo gạo tiền thôi. Còn cái nhu cầu về văn học, nghệ thuật hay là những văn hóa hiện đại chúng ta du nhập từ nước ngoài chẳng hạn, có thể phát triển lên với những cái nét văn hóa của mình. Nhưng đối với những cái tổ chức kinh tế toàn cầu, khi người ta xếp hạng thành phố đáng sống, người ta có rất nhiều những chỉ tiêu rất là cụ thể của nó, trong đó có không gian công cộng để kết nối cộng đồng. Thì vậy cái câu chuyện không gian công cộng để kết nối cộng đồng trong một cái thành phố mà chúng ta mong muốn hướng tới, nó là một thành phố đáng sống, thì cá nhân Hoàng Điệp thì cho rằng là chúng ta cần phải bổ sung những cái dự kiện như thế nào nữa? Nếu như mà một lúc nào đó rất là tình cờ thôi, chúng ta cùng nhau ngồi với nhau và mở cái bản đồ Google Maps ra, chúng ta nhìn từ bên trên xuống, thì chúng ta mới nhận ra rằng là Hà Nội bọn mình ấy, ngày xưa khi bọn mình đi học, bọn mình được giáo dục và được truyền thông rằng là Hà Nội bọn mình là thành phố của cây xanh, thành phố của bọn mình là một thành phố đáng mơ ước. Và bọn mình vẫn cứ nghĩ rằng Hà Nội bọn mình là phố nào nó cũng giống như Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng, tức là phố nào cũng chỉ đi một quãng là thấy có cây cổ thụ. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bọn mình nhìn trên Google Maps, bọn mình sẽ nhận ra rằng là Hà Nội có những cái quận mà ngay trong nội thành thôi, gần như là mái nhà, mái nhà, mái nhà, mái nhà, chung cư, chung cư, chung cư, chung cư. Mình sẽ thấy là bọn mình đây đang di chuyển trong những cái con đường không hề có một bóng cây xanh nào hết. Bọn mình không hề có không gian công cộng, không có vườn hoa, không có công viên. Hà Nội của bọn mình mở rộng nhanh quá, nhưng mà lại mở rộng theo cách là chỉ nhiều thêm các cái tòa chung cư thôi. Tôi lấy ví dụ như là tôi sống ở quận Thanh Xuân. Thì anh không thể tưởng tượng là trong 2 năm vừa rồi, chúng tôi đã đón nhận bao nhiêu cái tòa chung cư nó đã mọc lên. Nếu như chỉ tính riêng trên cái con đường Nguyễn Tuân thì tất cả các công trình nó được giải tỏa chỉ để phục vụ cho việc xây chung cư. Anh cứ tưởng tượng là cứ 1.000 người dân sống trong một cái tòa chung cư như thế, nhưng không có một cái không gian công cộng nào bên cạnh cả, không có hồ nước, không có cây xanh. Tôi thực sự không hiểu là rồi mọi thứ nó sẽ ra làm sao. Quả thực là bây giờ nếu mà hỏi một câu là trách nhiệm để xây dựng một Hà Nội đáng sống thuộc về ai thì rất dễ trả lời một cách chung chung, đúng không ạ? Nhưng có lẽ là một cái câu trả lời chung nhất mà mọi người vẫn nói rằng là trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người. Thì vậy với chúng ta, những cái cá nhân yêu Hà Nội và sống giữa lòng Hà Nội, thì với đạo diễn Hoàng Điệp thì chúng ta nên chia sẻ và gánh vác trách nhiệm của mình như thế nào để có thể góp phần xây dựng
Hà Nội Đáng Sống. Tôi cảm ơn anh vô cùng bởi vì là anh nói một cái điều rất là chính xác ấy. Bất kỳ một lúc nào tôi nghe hoặc là tôi đọc những cái bài báo ấy, thì tôi đều thấy một cái kết luận như anh đã nói, đấy là nó quá dễ. Bởi vì đúng thật, chúng ta rất là dễ để nói rằng trách nhiệm thuộc về chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ nói là trách nhiệm này là của nhà nước, trách nhiệm này là của chính quyền, trách nhiệm này là của thành phố. Tiền thuế của chúng ta đã đóng rồi thì họ phải có cái trách nhiệm đó. Nhưng mà thực ra nếu bình tĩnh lại thì bọn mình cũng nên tự hỏi bản thân, xem thử xem là chúng ta đã làm được gì cho thành phố của chúng ta. Thành phố ở đây Hà Nội chỉ là một ý niệm. Thành phố của tôi là Hà Nội, thành phố của anh có thể là Hà Nội, nhưng thành phố của một người khác là một nơi khác. Vậy ý niệm Hà Nội này, thành phố này, nó là cái nơi mà chúng ta sống. Chúng ta đã làm gì cho cái nơi chúng ta sống? Không gian nhà ở, khu tập thể, khu chung cư, khu phố, trường học, cơ quan, chúng ta đã làm gì cơ chứ? Hay là tất cả những gì mà chúng ta làm đấy là 8 tiếng cống hiến cho cơ quan. Đi ra khỏi nhà, chúng ta sẽ hòa vào cái dòng người đang bị tắc nghẽn và chúng ta phàn nàn. Chúng ta giữ gìn vệ sinh khi người ta nói với chúng ta rằng là dịch bệnh đang lan ra. Còn nếu không thì chúng ta cũng kệ. Chúng ta giữ gìn khi mà mọi người nói rằng là đang ô nhiễm bụi mịn đấy. Còn nếu không thì chúng ta lại tiếp tục đốt bếp than. Thực ra là bọn mình còn rất nhiều khả năng để có thể làm được thì bọn mình cần phải làm. Đấy là mới chỉ đang nói về khía cạnh vật lý. Còn những khía cạnh khác về đời sống tinh thần, trung thực với nhau là bao nhiêu lâu rồi bọn mình mới đọc một bài thơ? Khoảng độ bao nhiêu lâu thì anh cùng với gia đình mới có thể đến một cái sân khấu để xem một cái vở kịch với một cái tâm thế hoàn toàn của khán giả? Bao nhiêu lâu rồi chúng ta mới cho phép chúng ta, bộ não này của chúng ta được hít thở trong cái bầu không khí của văn học nghệ thuật, dù cũ hay dù mới? Nhân câu chuyện chúng ta chia sẻ ngày hôm nay thì nhắc lại một cái sự kiện một chút. Ngày 30 tháng 10 năm ngoái thì UNESCO đã chính thức công nhận Hà Nội là một thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo trên toàn thế giới. Vậy là một người làm nghệ thuật sáng tạo thì đạo diễn Hoàng Điệp cảm nhận nào sau một năm qua thì Hà Nội đã làm được những gì trên danh nghĩa là một thành phố sáng tạo? Tôi nghĩ là Hà Nội thực ra là có rất nhiều giấc mơ. Chúng ta luôn luôn là một cái người mà dồi dào những cái mơ ước, nhưng mà cái hiện thực hóa của chúng ta, thật lòng mà nói, tôi vẫn cảm thấy nó hơi bị chậm. Có thể là trong một năm qua, thành phố và các cái ban ngành đoàn thể, mọi người đã làm rất nhiều việc, nhưng nó dính phải năm Covid chăng? Cho nên là với vai trò là một công dân rất là bình thường trong lòng thành phố, một cái người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thì tôi chưa nhìn thấy nhiều những cái điểm sáng hoặc là những cái hoạt động rất là tích cực của các anh chị. Tôi thú thực là như vậy. Trong cái buổi lễ ký kết đó, thực ra tôi có mặt và tôi rất là hân hoan, thậm chí lại còn rất là xúc động nữa. Mình nghĩ là ôi, đúng rồi, đây mới chính là thành phố Hà Nội của mình, chứ không phải là một cái thành phố mà mọi người cứ gọi mãi cái tên ngàn năm văn hiến nữa. Tôi rất thích cái khái niệm ngàn năm văn hiến, tôi rất thích cái khái niệm thành phố hòa bình, thành phố xanh. Tôi yêu nó vô cùng. Đấy là những cái khía cạnh khác nhau của Hà Nội. Nhưng mà nói thật với anh là nếu như phải nói một cái điều gì đó về Hà Nội trong cái suy nghĩ của tôi ngày hôm nay thì đấy chính là sáng tạo. Cho nên khi mà mọi người gọi tên Hà Nội là thành phố sáng tạo thì tôi nghĩ wow, đây chính là một cái tên đặt được quá đúng rồi. Và tôi đã kỳ vọng rằng là sau cái bước hiện thực hóa đó, chúng ta trở thành một thành viên của một cái mạng lưới những cái thủ đô sáng tạo trên toàn thế giới, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau để chúng ta hiện thực hóa cái được gọi là sáng tạo mà xưa nay chúng ta đã từng làm. Như tôi chia sẻ với anh là một năm vừa qua tôi có cảm giác là nó có một cái gì đó nó hơi chậm. Tôi biết có rất là nhiều các cái không gian sáng tạo khác nhau anh ạ, mở ra hàng ngày. Những người trẻ họ sáng tạo vô cùng và họ mong muốn được hiện thực hóa những cái sáng tạo của họ. Nếu như mà Covid năm nay không diễn ra thì chỉ cần cùng với nhau chúng ta dạo quanh cái phố đi bộ của bờ hồ thì chúng ta sẽ gặp không biết bao nhiêu là các cái nhóm nghệ thuật cộng đồng, không biết bao nhiêu là những cái nhóm nghệ sĩ, những cái bạn trẻ yêu nghệ thuật. Và các bạn ấy đang hoạt động văn hóa một cách hoàn toàn phi lợi nhuận. Và chúng ta sẽ thấy ở đó là hàng, gọi là ngân hàng ý tưởng, chứ không phải chỉ là rổ giá như ngày xưa nữa đâu. Người trẻ họ có quá nhiều ý tưởng. Tôi nói người trẻ không phải về độ tuổi, người trẻ là những cái người mà có cái tư tưởng trẻ trung ấy. Thì Hà Nội thực sự là một cái thành phố quá có tiềm năng để được gọi là một thành phố sáng tạo. Nhưng cái hiện thực hóa của nó thì đâu đó nó vẫn cứ underground, nó vẫn cứ ở một cái lớp không được công bố một cách chính thức, hay nói một cách khác là nó không được lên TV. Đấy, và tôi vẫn nghĩ là giá như có một cái chương trình nào nó giống như cái chương trình Góc Nhìn này, nhưng nó tên là một cái chương trình dành cho những người sáng tạo, tôi không biết là đặt tên nó là cái gì, nhưng để cho người ta có một cái chỗ
người ta công bố với xung quanh rằng là này mọi người ơi, tôi có một cái ý tưởng như thế này, tôi đã làm nó như thế này đấy, mọi người cùng làm với tôi đi. Hà Nội ơi, tôi rất là yêu bạn và tôi đã làm cái điều này rồi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là chúng tôi cần những cái người làm sáng tạo như tôi, như là rất nhiều những cái bạn khác, cần một cái môi trường như vậy, cần một cái không gian như vậy, cần một cái cánh cổng như vậy. Thì ví dụ như là trong năm nay chẳng hạn nhé, chúng tôi OK Hà Nội làm một cái khóa học gọi là khóa học bảo tồn di sản. Anh biết không, cái tên đấy thôi, nghe nó đã có cảm giác có một cái gì đó kéo ngược chúng ta về hàng trăm năm trước, hàng nghìn năm trước. Bảo tồn mà lại còn di sản nữa, tức là một cái gì nó rất là cũ, nó rất là cổ. Thế tôi đã nghĩ ngay là ồ, thế này thì cái đối tượng mà những cái người mà theo học, thứ nhất là rất ít, thứ hai là độ tuổi của họ chắc chắn là sẽ phải dồi dào đây. Cuối cùng là chúng tôi có cả những em học sinh trung học, những em học sinh cấp 3, rất đông các bạn sinh viên và người trẻ tham gia là chủ yếu. Thế để thấy rằng là cái nhu cầu, cái mong muốn và cái sự suy nghĩ của người trẻ ngày hôm nay ấy, hoặc là của những công dân mà thậm chí chúng ta vẫn còn nghĩ rằng họ chỉ đang ngồi trên ghế nhà trường thôi, họ chưa thể cống hiến cái gì cho thành phố này được ấy, thì họ đã nghĩ rất là nhiều đến những cái công tác cộng đồng, những cái việc cho xung quanh rồi. Và trong cái buổi học đó, chúng tôi làm việc với cả các chuyên gia hàng đầu về bảo tồn di sản như là kiến trúc sư Lê Thành Vinh hay là chị Phạm Thúy Loan, viện phó của viện viện kiến trúc quốc gia chẳng hạn. Thì lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy rằng là cái sự đối thoại của các chuyên gia lớn tuổi, các chuyên gia giàu kinh nghiệm với những người mà mới tinh bắt đầu để nhìn ngắm thành phố thì nó hoàn toàn không phải là cái nhìn mâu thuẫn. Và thành phố sáng tạo là một cái thành phố mà thực sự những cái người dân ở trong nó là những người dân yêu mến sáng tạo, mong muốn thực hành sáng tạo, nhưng như thế là chưa đủ. Nó còn là cái thành phố mà cho phép những cái sự sáng tạo đó được hiện thực hóa. Nó còn là một cái thành phố mà yêu mến những cái sự sáng tạo, chào đón sự sáng tạo. Chứ không phải là một cái thành phố mà ngày hôm nay chúng ta ký kết thì chúng ta phải nghĩ ra các cái hoạt động để chúng ta chứng minh rằng chúng ta sáng tạo. Hà Nội là một cái thành phố có tiềm năng sáng tạo và thực tế là nó đã rất sáng tạo từ xưa đến nay rồi. Có điều là rất nhiều trong số những cái ý tưởng sáng tạo đó và các hành động đó nó vẫn còn nằm ở mức độ underground. Nó chưa được công khai, nó chưa được lộ diện. Nó có thể tác động đến một cái khối lượng, một số lượng người tương đối nhỏ và hẹp vì là nó chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn với cái tiềm năng của nó. Phải trở lại cái trách nhiệm của người dân trong lòng thành phố. Chúng ta chưa ứng xử đủ tốt với nó, chưa ứng xử đủ tốt với cái tiềm năng mà Hà Nội đang có. Ngay kể cả cái sự sáng tạo mà mỗi công dân chúng ta đang có ngày hôm nay, chúng ta vẫn đang phung phí nó một cách khá là bừa bãi. Chúng ta đâu đó cho không nó, hoặc quá tính toán, hoặc quá rụt rè. Những cái thứ sáng tạo đó chúng ta đặt ở rất nhiều nơi, nhưng nó lại không được đặt một cách đúng chỗ. Chúng ta nói rất là nhiều ở quanh các quán trà đá, ở vỉa hè, ở các quán cà phê. Sao mà chúng ta là những người giàu có ước mơ, ngập tràn tin tưởng, thật là bay bổng, thật là lãng mạn. Nhưng mà cái hiện thực hóa của chúng ta có phải là bởi vì chúng ta thiếu một cái bệ đỡ, chúng ta thiếu những cái vòng tay, chúng ta thiếu những cái sự kết nối hay là không? Thì tôi nghĩ nó sẽ là cái câu trả lời mà những cái người làm quản lý ngày hôm nay của thành phố sẽ phải nghĩ đến. Nhưng ngay chính những người công dân trong thành phố cũng sẽ cần phải nghĩ đến nữa. Bởi vì là trước khi chờ một ai đó nắm tay chúng ta, bắt với tay một người khác nữa, thì tại sao chúng ta không tự làm cái điều đó? Tôi nghĩ là underground đến cái lúc này là đủ rồi. Chúng ta sẽ phải cùng nhau nắm tay và cùng nhau công khai, cùng nhau nói với mọi người rằng là chúng ta có một ý tưởng. Và ý tưởng đó là một cái ý tưởng mà làm giàu có cho bản thân chúng ta, làm giàu có cho gia đình chúng ta, làm giàu có cho thành phố của chúng ta, và rộng hơn nữa là làm giàu có cho cái nơi mà chúng ta đang sống. Đúng là trong cái góc nhìn đa chiều mà Hoàng Điệp đã chia sẻ thì tôi thấy có một ý tưởng rất là hay, có thể đấy là ý tưởng tốt cho chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ mở thêm một cái chuyên mục mới là góc sáng tạo chẳng hạn, như là mong muốn của Hoàng Điệp, để cho những người trẻ người ta có thể được bày tỏ những cái sáng tạo, những công hiến của mình ra trước công chúng rộng lớn, chứ không phải là dừng lại underground như là những gì mà Hoàng Điệp chia sẻ, đúng không? Nhưng câu chuyện là bây giờ chúng ta nói đến từ cụm từ thành phố sáng tạo, đúng là thành phố ước mơ của Hoàng Điệp ngay trong lễ ký kết cách đây đúng một năm. Nhưng bây giờ để bắt tay vào thực sự chúng ta chắp cánh cho những cái ước mơ của mình nó trở thành hiện thực, chắp cánh cho cái thành phố sáng tạo nó thực sự sáng tạo, thì mong muốn lớn nhất của Hoàng Điệp là gì? Đó là những người sáng tạo có không gian để sáng tạo, và cái sự sáng tạo đó nó phải được công nhận, nó phải được nhìn nhận, nó phải được giúp đỡ, nó không bị bỏ qua, nó không bị bỏ quên và nó không bị ngó lơ. Đấy là cái điều mà tôi thực sự nghĩ rằng là
cái điều cần nhất mà Hà Nội cần phải làm vào lúc này. Không phải chỉ là chính quyền, thành phố mà còn là người dân cũng sẽ phải làm điều đó. Tôi khi lắng nghe anh, tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ không ngó lơ. Tôi sẽ mong muốn được làm một cái điều gì đó cùng với anh nếu như tôi có đủ sức lực. Cũng tương tự ngược lại, khi tôi nói với anh về một cái ý tưởng đấy, tôi cần lắm anh ạ, tôi cần lắm một cái không gian để chúng tôi có thể chia sẻ về những ý tưởng của chúng tôi, thì anh cũng đáp lời, anh nói rằng ừ, vậy thì có thể chúng tôi sẽ nghĩ đến cái điều này đấy, có thể không phải chỉ là góc nhìn nữa, chúng tôi sẽ có một cái góc sáng tạo cho những cái người công dân đâu đó, có khi nhiều khi chỉ là một cái bác tổ trưởng dân phố ở khu phố mình nhé, bác ấy có những ý tưởng rất là hay, trang trí cho một bờ tường, làm thêm một cái khoảnh sân, làm thế nào để cái cây cối nó được giữ gìn qua mùa mưa bão. Đấy cũng chính là những cái ý tưởng sáng tạo của người dân trong thành phố này mà. Nên là mọi ý tưởng thì cần phải được lắng nghe, những người sáng tạo thì phải được trân trọng, và chúng ta cần phải có cái niềm tin vào nhau và niềm tin vào sáng tạo thì thành phố này nó mới sáng tạo được. Những nỗ lực của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và các nghệ sĩ chỉ là một trong nhiều cách làm đang được thực hiện để Hà Nội xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, đáng sống hơn mỗi ngày. Nhưng để tạo ra những thay đổi lớn thì dường như những hành động này cần thêm sự lan tỏa rộng hơn trong xã hội. Cũng đồng nghĩa là đặt ra câu chuyện trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu hơn về thành quả của một không gian sinh hoạt cộng đồng đã được biến đổi nhờ sự chung tay của cả ba bên, nghệ sĩ, chính quyền và người dân. Trước năm 2020, khi nhắc đến bãi Phúc Tân, đây là những hình ảnh mà ai sống ở Hà Nội cũng có thể hình dung ra. Một bãi rác tự phát, một vùng ven của Hà Nội. Nhưng vùng ven này chỉ cách Hồ Gươm, trung tâm của Hà Nội chưa đầy 2 km. Nhận thấy đây là một vị trí nhiều tiềm năng về văn hóa, những nghệ sĩ với tình yêu dành cho thành phố này đã nhận lời đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm để chung tay biến đổi bãi rác Phúc Tân thành một không gian nghệ thuật cộng đồng đúng nghĩa. Khi nói về phố cổ hay còn nói về gọi là khu kẻ chợ thì người ta luôn nói đến những cái hình ảnh về trên bến dưới thuyền để kết nối giao thương với những cái quốc tế và những cái thành phố khác, thì đó chính là khu vực bờ bãi Phúc Tân, sông Hồng. Thì chính vì thế cái dự án của chúng tôi muốn làm sống dậy cái văn hóa của Hà Nội trước đây 100 năm, kết nối với cả những cái hình thức nghệ thuật đương đại và sử dụng những cái vật liệu tái chế cộng với cả cái cách tiếp cận giống như một nghệ thuật, giống như một dự án nghệ thuật cộng đồng, khi mà có cái sự tham gia và đóng góp gần như là trực tiếp của cái người dân địa phương một cách tối đa. Họ sẽ cảm nhận được đó, cái dự án đó chính là nó là một phần cuộc sống của họ và họ sẽ chung tay bảo vệ. Các tác phẩm tại con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân đều sử dụng các nguyên liệu tại chỗ, được lấy từ đồ phế thải tập kết ở con đường ven sông. Nguyên liệu được thu gom thêm từ nhiều nơi và được chính người dân xung quanh cung cấp hỗ trợ. Hồi trước thì con thấy con đường này rất là xấu và ngoằn ngoèo, và từ khi mà mọi người đã xây lại thì con thấy nó đẹp và nó thẳng thắn hơn. Thực sự ra thì đây là các đồng chí thiện nguyện, người ta tự nguyện người ta làm, chứ người ta không hề lấy một tí tiền công nào của địa bàn khu dân cư này. Trước đây thì thực sự ra là rất là bẩn, đất này rồi nói tóm lại là những cái, tức là nói tóm lại là rất nhất là dày mưa thì không ai dám ra đây. Nhưng mà từ khi mà làm được con đường này thì dân rất là thích, và nhất là tối đến thì ở đâu cũng thế, kể cả những người nước ngoài người ta cũng đến đây để người ta chụp ảnh. Chứ ngày xưa đây trời ơi, nghiện ngập rồi kim tiêm rồi các kiểu, bây giờ không có, nó thay đổi nhiều lắm. Không gian nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân giờ trở thành một điểm check-in của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Nó cho thấy một Hà Nội mới trong tiếp cận và thi hành nghệ thuật đương đại, thực sự đi vào đời sống và tạo ra những giá trị cho cộng đồng. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đi xem một cái triển lãm mà nó sắp đặt ở ngoài không gian như thế này. Các khu dân cư mà được các nghệ sĩ đến và trang trí như thế này thì sẽ mang đến lại cho vẻ đẹp cho khu dân cư rất là tiến bộ. Cũng như việc các nghệ sĩ vẽ những cái bốt điện ấy, thì mình thấy ý tưởng này rất là hay và mình luôn luôn ủng hộ những ý tưởng đấy của các nghệ sĩ ạ. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, dự án nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Từ bãi rác trở thành một không gian nghệ thuật cộng đồng, Phúc Tân chính là minh chứng cho quan điểm để có một thành phố đáng sống, chúng ta không thể ngồi đợi ai đó mang đến cho mình. Thưa quý vị, để có một thành phố đáng sống, chúng ta không thể ngồi đợi ai đó mang đến cho mình. Ví dụ về cộng đồng dân cư ở khu phố Phúc Tân,
chính là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Sự đóng góp của mỗi người có thể là nhỏ bé, nhưng nhiều người cộng lại, bền bỉ mỗi ngày sẽ mang tới những đổi thay thực sự theo hướng tích cực cho một đô thị luôn nằm trong vòng xoáy phát triển. Và nỗ lực của các nghệ sĩ với công việc sáng tạo chính là chất xúc tác để khiến một thành phố trở nên đáng sống hơn. Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã dành cho chương trình Góc Nhìn những câu chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau trên VTC1.